nữa rồi giới thiệu con đây là ai? Đây là mẹ của mình, Mộng Tiền, bà Thơ Vlog. Mộng Tiền Vlog. Hôm nay là sinh nhật của mình cho nên mẹ của Thi Vlog hả? Mẹ của Thi Thi Vlog để làm cho mình một món ăn cực kỳ ngon, với chính là bánh, đó chính là con ghẹ. Cua hấp. Lại quay đi. Cua hấp. Lẩu cá. Cua. Nói ra. Cua hấp. Mẹ con đang quay lương thực của con. Là bánh kẹo của con á, mẹ tự quay đi. Con sẽ quay cho mẹ một địa điểm. Hãy subscribe.
Ngày này 5 năm trước bé Thi ra đời vào lúc 3 giờ 30. Thì bữa nay mình start cũng 3 giờ 30 để mình mừng happy birthday cho bé Thi Thi 5 tuổi vào mùa Covid-19. Nhưng mà cũng có một số anh em có qua chim rồi âm tính, cho nên đó là chúng ta lại có những buổi hôm ạ để mà nhậu giống vậy chứ. Đây bé thì rất thích Hello Kitty, cái gì Mickey Mouse, thì cũng có món quà nhỏ nhỏ cho bé là một cái lâu đài bomber, bomber cho bé. Thì còn đây thì mình chuẩn bị